Chào tất cả các bạn, xin tự giới thiệu, tôi là Victoria Quỳnh Giang, người sáng lập ra công ty Vina Queens. Xin chào mừng các bạn đến với tuần thứ ba, cái kỹ năng thứ ba của khóa học 10 kỹ năng quan trọng để thành công trong môi trường toàn cầu. Và tôi xin chúc mừng bạn đã đến với tuần thứ ba, bởi vì có rất nhiều bạn học có thể cảm thấy rất hứng khởi trong tuần thứ nhất, tuần thứ hai, nhưng đến tuần thứ ba họ lại bỏ qua. Nhưng bạn đã là người vào đến tuần thứ ba của khóa học, chứng tỏ bạn rất là mong muốn thành công, rất là mong muốn có những kỹ năng, có được những cái thế mạnh cạnh tranh so với các bạn đồng lứa để các bạn đi lên phía trước một cách nhanh hơn và thành công một cách dễ dàng hơn. Và xin chúc mừng bạn về cái ý chí đó, xin chúc mừng bạn về cái động lực và cái quyết tâm, cái đam mê đó. Và hôm nay thì chúng ta nói về kỹ năng thứ ba, làm sao để quản lý thời gian một cách hiệu quả. Như các bạn biết thì cuộc sống được làm từ thời gian, đúng không ạ? Và thời gian của chúng ta tồn tại trên trái đất đó chính là cái yếu tố để làm nên cuộc sống của chính chúng ta. Và chúng ta sống như thế nào trong khoảng thời gian mà chúng ta có đó, đó chính là cái điều vô cùng quan trọng để quyết định cái chất lượng cuộc sống, cái sự hài lòng, cái sự hạnh phúc trong cuộc sống của chúng ta. Và như chúng ta đã biết, Bill Gates hay Warren Buffett hay Mark Zuckerberg là người sáng lập ra Facebook cũng giống như chúng ta thôi, họ chỉ có 24 tiếng một ngày và một tiếng thì có 60 phút, một phút thì có 60 giây. Tất cả chúng ta đều có một cái thứ tài sản chung, dù là người nghèo hay người giàu trên trái đất, chúng ta đều có một thứ tài sản chung, đó là thời gian. Và người thành công hay người giàu có hay người mà đạt được rất nhiều thành tựu, đạt được rất nhiều cái sự hạnh phúc, cái sự tuyệt vời trong cuộc sống thì khác biệt so với những người mà sống một cách nghèo khổ và chẳng đạt được gì trong cuộc sống cả và sống một cách lay lắt. Cái sự khác biệt là gì? Cái sự khác biệt đó là cái cách sử dụng thời gian của họ hiệu quả như thế nào giữa người giàu và người nghèo, người thành công và người thất bại, người đạt được nhiều thành tựu và cái người chỉ lay lắt trong đời sống hàng ngày. Và hôm nay tôi xin nói kỹ hơn về làm thế nào để cho chúng ta quản lý thời gian một cách hiệu quả nhất. Và sau đây thì tôi xin bắt đầu bài giảng của mình. Cái điều đầu tiên mà người thành công hay là những người mà đạt được nhiều thành tựu ấy, người ta làm ở trong cuộc sống là xác định mục tiêu quan trọng của họ trong đời sống. Họ muốn xác định mục tiêu thật là rõ ràng, đặc biệt là ở trong bốn cái lĩnh vực của cuộc sống của chúng ta. Thứ nhất là học tập và sự nghiệp, thứ hai là phát triển bản thân, sức khỏe. Cái thứ ba là quan hệ gia đình bạn bè, và cái thứ tư là tài chính. Và họ có được những cái mục tiêu rất là sáng rõ và có những cái hạn định cho mình ở trong khoảng thời gian là 6 tháng, 12 tháng hay 2 năm hay 10 năm hay 20 năm. Đó là những cái mốc thời gian và những cái mục đích, mục tiêu mà họ muốn đặt ra cho cuộc sống của mình. Và họ cứ đặt ra trước đã, bởi vì nếu mà chúng ta không có mục đích, mục tiêu trong cuộc sống, như tôi vẫn nói rất nhiều lần khi mà chia sẻ với các học viên là gì? Nếu mà chúng ta không có mục tiêu, mục đích trong cuộc sống thì chúng ta cũng giống như một con thuyền ở trên một đại dương bao la. Đại dương bao la đó chính là cuộc đời và con thuyền chính là chúng ta. Và chúng ta không có một mục đích, tức là chúng ta không muốn đến một cái bến bờ yên bình, chúng ta không đi theo cái ngọn hải đăng, chúng ta không đi theo cái vì sao bắt đầu ở phía trước chúng ta để đến được những cái bến bờ mà chúng ta mong muốn ấy, thì chúng ta ở trong cái hội chúng thả trôi, tức là chúng ta mặc định đi đâu thì đi, chúng ta không quan tâm, chúng ta không cần biết. Và đến một ngày nào đó chúng ta nhận ra rằng chúng ta đã đâm vào đá ngầm và chúng ta không thể đi tiếp được nữa, và lúc đó chúng ta bị sóng gió cuộc đời hay sóng gió của đại dương bao la vùi dập, và có thể chúng ta sẽ bị chìm xuống đáy đại dương. Trong cuộc sống cũng thế, nếu mà bạn không có mục đích sáng rõ cho mình ngắn hạn và dài hạn thì bạn sẽ không thể nào có được một cuộc sống mà như ý mình mong muốn. Và lúc đó chúng ta lại nghĩ rằng à, số tôi nó thế. Theo tôi ấy, số má trong cuộc đời ấy, tất nhiên tôi cũng tin vào số, nhưng ấy, theo tôi cái số của mình ấy, nếu mình không làm gì với nó, cũng giống như bạn thả trôi cái con thuyền cuộc đời của bạn trên đại dương ấy, bạn không làm gì với nó, bạn không cố gắng chèo nó đến một cái bến bờ yên bình ấy, thì chắc chắn rằng số của bạn sẽ vận vào bạn. Nhưng nếu mà bạn cố gắng chèo qua những cái khó khăn, những thử thách, vượt qua được những cái sóng to gió lớn ấy, thì cuộc đời của bạn sẽ chính là một cái sự hiện thân của sự cố gắng, của sự nỗ lực. Và tôi tin rằng người nào mà thực sự cố gắng, nỗ lực và làm việc một cách hết sức vì những cái mục tiêu cao đẹp của mình thì người đó sẽ thành công trong bất kỳ một cái lĩnh vực nào mà họ đã chọn, và theo tôi họ rất xứng đáng với cái sự lựa chọn, với cái sự cố gắng, với cái sự nỗ lực của bản thân mình trong suốt một thời gian dài. Và tôi cũng hy vọng tất cả các học viên của Vina Queens thông qua các chương trình học, ví dụ chương trình học gần đây là 4 bước tự học tiếng Anh hiệu quả, và hiện tại là chương trình
10 cái kỹ năng quan trọng để thành công trong môi trường toàn cầu, thì các bạn sẽ xác định được những mục tiêu quan trọng cho cuộc sống của bản thân mình, và các bạn hãy vững tay trèo và trèo thật nhanh, thật khỏe lên phía trước để chúng ta đạt được những thành công lớn hơn, những thành tựu lớn hơn trong học tập, sự nghiệp cũng như cuộc sống. Và nếu mà bạn muốn có được những bước cụ thể làm sao để xác định được mục tiêu của mình, thì bạn có thể xem cái video về xác định mục tiêu ở trong cái tuần đào tạo thứ hai, khi mà tôi nói rất rõ về làm thế nào để xác định được mục tiêu. Và video của tuần thứ nhất thì chúng ta nói là làm thế nào để xác định được tầm nhìn cho bản thân mình. Và theo tôi, cái chương trình học 10 kỹ năng quan trọng để thành công trong môi trường toàn cầu, đó là cái sự xây dựng nên từ những nền tảng, và sau đó chúng ta xây dựng nên cái tòa lâu đài đẹp đẽ của tất cả mọi học viên ở trong khóa học này. Do vậy, nếu mà bạn muốn có được cái lợi ích lớn nhất từ cái khóa học này, thì bạn hãy tham gia khóa học và hãy bắt đầu từ những video đầu tiên, và cứ theo cái trình tự các video trong các tuần, thì tôi tin rằng sau 10 tuần thì các bạn sẽ có được những cái nền tảng về kỹ năng cũng như kiến thức vô cùng quan trọng để cho cái sự thành công ngắn hạn cũng như dài hạn của bản thân mình. Và sau khi mà xác định những cái mục tiêu quan trọng trong cuộc sống của bản thân mình rồi, thì bước tiếp theo các bạn phải làm gì? Bước tiếp theo các bạn phải tổ chức sắp xếp cuộc sống, tổ chức sắp xếp công việc, tổ chức sắp xếp cái việc học tập của mình. Và ở đây thì tôi lấy một cái ví dụ, một cái cô gái đứng trước một màn hình máy tính, và ở trên một đống có thể nói là rác cũng như là giấy tờ tài liệu. Và khi mà nhìn vào bức tranh này thì tôi có ba câu hỏi dành cho cô gái này. Câu hỏi thứ nhất đó là look at this, what kind of person is this? Okay. Câu hỏi thứ hai là can we work study with her? Ok. Và câu hỏi thứ ba là can we trust her? Dịch sang tiếng Việt của chúng ta là gì? À, câu hỏi thứ nhất là hãy nhìn vào đây, và cái loại người nào sống được trong cái môi trường, cái hoàn cảnh như thế này? Và cái câu hỏi thứ hai là gì? Liệu chúng ta có thể học tập với cô ta không? Liệu chúng ta có thể làm việc với cô ta không? Và câu hỏi thứ ba là liệu là chúng ta có thể tin tưởng vào cô ta hay không? Và tôi tin rằng tất cả những người thành công trên trái đất này thì đều không thể làm việc với cô bé này được, và cũng không thể tin tưởng với cô bé này được. Cái nhân tố vô cùng quan trọng của những người thành công một cách thực sự và lâu bền là gì? Họ có một cái khả năng tổ chức cuộc sống, tổ chức công việc và tổ chức mọi cái hành động, mọi cái hoạt động trong ngày, trong tháng, trong năm của họ một cách rất là khoa học và một cách rất là trình tự và gọn gàng. Và có rất nhiều người thì cũng nói rằng không, tôi không là người gọn gàng bởi vì tôi thấy làm việc hiệu quả hơn ở trong một cái môi trường nó tuy là trông đối với người ngoài thì trông nó rất là bề bộn, nhưng đối với tôi biết là những cái gì đang nằm ở đâu, và tôi cảm thấy là năng suất hơn khi mà tôi làm việc với những cái thứ mà chung quanh đó. Và tôi xin kể với các bạn một câu chuyện về Brian Tracy, một người thầy mà tôi theo học, và tôi học được rất nhiều các cái kỹ năng cũng như là các cái kiến thức và cái tư tưởng thành công của Brian Tracy. Thì ông ấy có kể rằng là khi mà ông ấy thuê nhân viên thì ông ấy thấy rằng nhân viên của ông ấy thường là bàn làm việc rất là bừa bộn. Và khi mà ông ấy học được cái ý tưởng này từ một người thầy khác của ông ấy, thì ông ấy về, ông ấy áp dụng cái chính sách là tất cả mọi người trong công ty sau khi kết thúc công việc của mình về nhà thì trên bàn ấy phải thật là gọn gàng, sạch sẽ. Nếu mà ai để giấy tờ, để sách vở, để tài liệu ở trên đấy thì ông ấy sẽ dọn hết và ông ấy vứt vào thùng rác. Và từ đầu thì không ai tin cả. Vâng, và ông ấy làm thật, và ông ấy là người ở lại muộn nhất trong công ty, và ông ấy sẽ đi đến từng bàn và ông ấy xem rằng là nhân viên nào để những cái thứ bừa bộn ở trên bàn ông vứt đi hết. Vâng. Và đến hôm sau thì các nhân viên đến và ngỡ ngàng và mới tin rằng những cái điều mà sếp mình nói là thật. Và khi đó thì trong cái văn phòng của Brian Tracy thì có một anh chàng nhất quyết không theo những cái luật định mà Brian Tracy đưa ra. Và cái anh này cãi lại Brian Tracy, nói rằng tôi là người làm việc rất hiệu quả như ông đã thấy, và tôi thấy rằng tôi sẽ làm việc hiệu quả hơn nếu mà tôi có tất cả những cái thứ tôi cần làm trước mặt tôi, tất cả những tài liệu, tất cả những cái giấy tờ mà tôi cần trước mặt tôi thì tôi làm hiệu quả hơn. Và ông đừng động vào giấy tờ của tôi, nhưng Brian Tracy vẫn tiếp tục kiên quyết với lại cái chính sách là trên bàn luôn luôn để gọn gàng sau khi mà làm xong công việc của mình. Và sau đó thì cái anh chàng này bị vứt quá nhiều tài liệu rồi, và anh ta tức lắm, nhưng anh ta bảo ok, tôi sẽ tuân thủ theo luật của ông, bởi vì đằng nào ông cũng là sếp của tôi đúng không? Và sau một tuần thì anh chàng đó đến gõ cửa văn phòng của Brian Tracy và vào và nói rằng
Xin chân thành cảm ơn ông, bởi vì sau một tuần vừa qua thì tôi thấy rằng cái năng suất làm việc của tôi đã cao lên rất nhiều, và tôi thấy rằng mình đã sai lầm khi mà cãi lại ông vào tuần trước. Và không chỉ trong cái công việc của tôi đâu, mà tôi cũng đã gọn gàng hơn trong chính cái cuộc sống cá nhân của tôi, và tôi cảm thấy mình thoải mái hơn, mình sáng tạo hơn, và mình làm được nhiều việc hơn. Và tôi hôm nay thì tôi đến đây để cảm ơn ông về điều đó. Ông không chỉ giúp tôi có được một cái năng suất làm việc cao hơn ở trong công việc, mà còn giúp tôi có một cuộc sống cá nhân tốt hơn. Và tôi thấy được là cái vẻ đẹp của cái câu chuyện này. Bởi vì trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều lý do này, lý do kia để chúng ta không gọn gàng. Và tôi thấy rằng tôi đọc rất nhiều những quyển sách, những cái bài báo hay là những cái video về những người thành công, thì tôi thấy rằng cái sự gọn gàng, cái sự chỉn chu, cái sự ngăn nắp là cái điều mà người ta đặt lên đầu tiên. Và tôi tin rằng cái sự sắp xếp, cái sự gọn gàng trong cuộc sống, trong công việc là cái điều vô cùng quan trọng để chúng ta có được một cái nền tảng quan trọng đầu tiên cho cái sự thành công của mình. Và hãy đừng như cô bé này bừa bộn, đúng không? Vâng, mà hãy sắp xếp cái môi trường làm việc, cái môi trường học tập, cái cuộc sống cá nhân của mình như bức tranh mà tôi để ở trên slide dạy học ở đây. Bởi vì theo tôi, đây chính là cái sự phản ánh con người, đây chính là cái sự phản ánh tính cách cá nhân, và đây cũng chính là sự phản ánh cái khả năng thành công của một con người về lâu về dài. Và tôi xin chúc tất cả các bạn có được cái sự gọn gàng, có được cái sự chỉn chu, có được cái sự sắp xếp ngăn nắp trong cuộc sống cá nhân, trong công việc cũng như học tập của bản thân mình. Và trong cái bước thứ ba, tôi sẽ nói ở trong video thứ hai của khóa học này, thì tôi muốn nói đến là làm thế nào để có thể lên kế hoạch và ưu tiên công việc. Bởi vì sau khi ta đã có sự gọn gàng rồi thì ta phải làm một bước quan trọng hơn cái sự gọn gàng, đó là lên kế hoạch công việc. Và chúng ta phải biết sắp xếp công việc như thế nào để cho nó khoa học, để chúng ta có thể tận dụng được cái nguồn thời gian mà chúng ta có hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm. Và xin hẹn gặp lại các bạn ở video thứ hai của cái tuần học này. Xin chân thành cảm ơn các bạn.